Xin chào các bạn, nếu như bạn là một newbie hoặc một người chơi lâu năm muốn mua hoặc nhận lại Arc Game Honkai Impact thì đây chính là giải pháp. LiveArc, một trang web mua bán và nạp game uy tín tại Việt Nam, mình có để thông tin và đường link liên hệ dưới phần mô tả của video nhé. Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình nha, mình là Ryan. Hôm nay thì chúng ta sẽ ở video này thì mình sẽ tiếp tế đâu nhỉ? Đây rồi, chúng ta sẽ tiếp tế tiến cấp của nhân vật Dianjura từ rank S lên rank SS, nhưng mà trước khi Ron Ủa sao có 6.000 pha lê vậy? Ủa bạn. Ủa mình tưởng nhiều lắm mà. Nhưng mà trước đấy thì mình phải run cây này. Ôi nhưng mà có 6.000 pha lê thì làm sao mà có thể run được ra cây chấn. Ủa? Có vấn đề gì ở đây ta? mình cứ x10 trước nhé. Biết đâu ra chấn luôn thì sao? Đúng không? Nice, ôi dồi ôi. Tôi nói mà. Có sai đâu. Ôi giời ơi, x10 phát. Đây là cái app đầu tiên. App thơm nhất từ trước đến giờ luôn. Một phát x10 ra luôn. Đấy, thường thường là những nông dân ít pha lê thì x10 phát sẽ ra luôn. Còn bây giờ làm nào để đón được ra xác nhân vật đây. Mình nỡ nhận kèo rồi. Mình cứ tưởng là bạn này nhiều pha lê cơ nhưng mà không ngờ. Thôi thì x10 có biết làm nào giờ. Tự nỡ nhận kèo, nhận là bác 8 là to luôn. Kiểu run nhân vật xong rồi lại còn nói chứng nhận ra đấy. Run các thứ vừa. Cuối cùng vào thấy mỗi 6k pha lê 8 ảnh nhân vật rồi. Nhưng mà giờ có đủ đâu. 3:28 AM. Yeah, hết pha lê rồi. Đồi Green là số 1. Ok, bây giờ mình sẽ đến với ảnh thứ 2 nhé. Nhưng không sao, may là hơn siêu Thunder. Gọi là một phát ra chấn luôn. Thêm phương án trang bị. Nice. Ok, mình sẽ đến với ảnh thứ 2 đời. Ok, mình đã quay trở lại với ảnh thứ 2. Ảnh này thì ôi nhiều pha lê vãi trưởng. Ảnh này thì bạn ấy gấp rất là nhiều ảnh vừa rồi. Ảnh vừa rồi có 6.000 thôi. Mình vào mình hơi sốc một chút. Ông sao. Ảnh bạn này thì mình vẫn sẽ tiếp tế nhân vật tiếp tế cái thất lô định tội này. Sau đó thì mình sẽ quay ra tiếp tế mở rộng. Đó, tiếp tế cái set Benedict thức tỉnh này cho bạn ấy. Ok. Ở bạn này có Hero Thunder chưa? À có rồi. Thậm chí là bạn ấy lên được S2 luôn rồi đấy. Eo ấy có hẳn 14 luôn, nhưng mà chắc là nó sẽ không ra sớm đâu. Rút kinh nghiệm ra sớm nhiều lần nhưng mà nó không ra, cho nên là mình đã quyết định là được 10 luôn. Chuyện là ban đêm. Ok, cũng được, bạn ấy chưa có, cho nên là nice, khá là thơm. Khá luôn chứ còn gì nữa. Nó ra sớm rồi. Đấy, bạn ấy có vẻ khá là thơm đấy. 34.000 pha lê. Đâu nhưng mà mình nghi thì nữa mình gon Benedict ấy, nó sẽ ra một nồi khóa trừng phạt lắm. Hoa của quá khứ có chưa? Ô mà này cũng chưa có cái hoa của quá khứ à. Không sao, nói chung là chúng ta được có thêm 2 cây cung cơ. Một cây địa văn ban đêm cầm official làm support với lại một cây làm DPS luôn. Nói chung là cây ra đời cây hoa của quá khứ mà có chữ mới thì khá là thơm đấy. Mới tiếp nào. Ôi dồi ôi. Má không phải là một cây nhá, là 2 cây một lượt luôn. Cây gì đây? Irony. Chết rồi. Bảo hiểm còn 18 nháy nữa thôi. Thế là đây là nháy thứ 30 rồi đúng không? Thôi 30 nháy ra chấn được rồi. 30 là cũng khá là xui rồi đấy. Thất lôi định tội. Ôi dồi ôi. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand.
Ôi dồi ôi, cái quần đùi gì vậy? Trời chán chả buồn nói luôn, không biết phải nói gì luôn. Nó tròn 3 cây điệu van ban đêm ạ. À. Nhà có thiếu đâu mà cho lắm vậy. Ôi dồi ôi. Ôi trời ơi. Nice. Nice. Còn điều gì ngu ngốc hơn lừa dối quá nhiều, vẫn nghĩ mình yêu đúng rồi. Tao không cần nhá. Bốn cây điệu van ban đêm. Mày đang trêu đùa tao đấy à? Tao quạo rồi đấy. Lần này mà nó ra thêm một cây điệu nữa, xác định là mình bắt xe buýt đến tận nhà ai cha luôn, đốt nhà luôn. Bạn nào hỗ trợ mình tiền xăng xe với lại tiền mua xăng, mua xăng chuẩn đốt nhà nó cái. Chứ để đời người ai làm vậy, lắm cái thể loại. Sầu thiệt chứ. Ê thì nhớ bây giờ mình nói rộng rồi. Yes. Giả vào bất ngờ. Ôi, ui, ui ra rồi này mọi người ơi. Ui ôi. Như cái quần khỏe. Ok. May là nó không phải cây quang Gen Z. À điểm nó không phải cây điệu văn ban đêm. À, bây giờ mình còn 24.000 pha lê. Mình sẽ vào tiếp tế mở rộng. Tiếp tế chuẩn à. Xem cái lock tiếp tế của bạn này sẽ nào. Rồi chúng ta sẽ x10 luôn. Lần này mọi người đoán xem là mình sẽ mất khoảng tầm độ bao nhiêu pha lê để có thể đo được full view. Mình đoán là cái sạch pha lê. Wow đấy. Cái này mình lường trước được. Mình đã lường trước được sự việc xảy ra rồi. New luôn này. Ôi cái này thì mình sẽ phân giải để lấy nguyên liệu để nâng cái cây chấn kia lên level 65. Ok, một chấn là đủ rồi nhá. À, mình còn một nồi quang nhân gì, à một nồi rượu ăn ban đêm nữa cơ. Quá vô tổ. Chết mẹ rồi. Chết rồi. Thôi không sao, nói chung vẫn là new mà. Ok, nhảy thứ 30, chẳng nhẽ 30 nhảy lại không có cái set Benedict nào. Đúng không? Ơ! À, Alan Poe. What? Trời ơi! Trời ơi, trời ơi, trời ơi! Ôi trời ơi. Bốn mình nháy rồi. Không được một mảnh Benaret nào. Wow. Wow. Benaret đi xin đấy. Ui. Tao lại mày. Mày ăn gì tao cúng. Thật sự là mình đang rất là trầm cảm mọi người ạ. Mình nghĩ là chúng ta nên đổi cái con đứng cầu tàu này. Ô là trời, mình không nghĩ là mình lại có thể bị lệch rết nó khủng khiếp như thế đâu. Thật xin mày đấy. Không biết đâu lần này nó lại ra ba kiếm thì sao, bóc nít bóp thì sao, đúng không? Yeah, mít bên đây rồi. Top top. Ok, một tím duy nhất, lạch rết quá nhiều. Cho hơn đêm bay đi xa mãi, không còn đấy nhớ kêu sao. Đừng lạch rết nữa. Tao mệt rồi. Top banner cast. Oh.
chả buồn nói nữa luôn. Trời ơi, trời ơi, tao tức chết mất. What? Eo ơi, mình không biết là bao nhiêu cái cây khóa trừng phạt luôn rồi ấy. Hết sạch pha lê rồi này, còn đúng 2002 thôi. Lần này nếu như nó ra cả top cả bóp thì có khi mình suy nghĩ lại. HCTH bot. Ok. Eo ơi. Còn có 2002 thôi. Thôi, tao khô máu luôn. Một khi đã chơi là phải khô máu luôn. Mọi người nghĩ nó ra không? Mọi người nghĩ có ra không? Còn mình nghĩ là không rồi đấy. Quay trong gọi là bất lực. Quay xong chữ trong cái sự tuyệt vọng dịu dàng. Táp đi, tao xin mày đấy. Chảy hôm nay ngày gì mà sao nó lại đen như thế. 34.000 pha lê mà nó không lệch ra Benares. Tới tận mấy nháy cuối cùng nó mới bắt đầu ra. Wow. Từ trước đến giờ thì mình cũng chưa ron hộ Benares cho ai đâu. Và mình cũng nghĩ là, và trước kia mình cũng thấy người ta đồn là cái set Benares này nó khó ra lắm. Toàn tầm độ 300, à nhầm, 30.000 pha lê mới thu được. Mình cũng không nghĩ là nó lại kinh dị đến mức nào. Hết sạch pha lê. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, hết sạch rồi. Mình nghĩ khéo có khi bạn ấy còn cầm Hender khéo còn xịn hơn. Đâu rồi? Ui ôi, 1, 2, 3, 4. 4 cây khóa trừng phạt. Ok, chúng ta có thể ta lắp Top Hender này, Mid Benares này, và Boss Benares này. Đấy, còn cái con Fit trồ đâu? Fit đâu? Trời ơi. Trời ơi, 1, 2, 3, 4. 4 cây luôn. Quá đủ rồi. Ơ, có lệch được giao quang không? Không hề mọi người ơi. Nó lệch ra một ứng chấn luôn. Ok.